Mazda đã chính thức giới thiệu mẫu CX-50 2025 tại Mỹ với nhiều cải tiến đáng chú ý, đặc biệt là bổ sung một phiên bản hybrid hoàn toàn mới. Bản này hứa hẹn có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp là 7,4 lít cho 100 km, giúp người lái tiết kiệm khá nhiều tiền đổ xăng mỗi năm. Dưới nắp capo, Mazda CX-50 bản hybrid sử dụng hệ thống hybrid của Toyota, bao gồm động cơ xăng 2.5 lít 4 xi lanh, 3 motor điện, hộp số CVT điều khiển điện tử và một gói pin cỡ nhỏ. Cấu hình này kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh, sản sinh công suất tối đa 219 mã lực và mô men xoắn cực đại 221 Nm. Mặc dù hệ thống hybrid được phát triển bởi Toyota, Mazda cho biết, các kỹ sư của hãng đã tinh chỉnh mọi chi tiết của hệ chuyển động hybrid, từ phản ứng của bàn đạp ga để đảm bảo động lực lái mượt mà và phản hồi nhanh những đặc tính đã làm nên tên tuổi của CX-50. Hãng xe Nhật Bản cũng cho biết rằng mẫu crossover này mang lại trải nghiệm lái xe tinh tế, êm ái cùng khả năng kéo tải lên đến 680 kg. Trong khi đó, các phiên bản S vẫn sử dụng động cơ xăng 2.5 lít 4 xi lanh quen thuộc, tạo ra 187 mã lực và mô men xoắn 251 Nm. Tuy nhiên, mức tiêu thụ nhiên liệu đã nhích nhẹ lên thành 9,4 lít cho 100 km với đường thành phố, 7,5 lít cho 100 km trên đường cao tốc và 8,4 lít với đường kết hợp. Bên cạnh đó, còn có phiên bản được trang bị động cơ tăng áp 2.5 lít 4 xi lanh, cho công suất lên đến 256 mã lực và mô men xoắn 433 Nm. Thiết kế của Mazda CX-50 2025 không có nhiều khác biệt so với bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, người dùng có thể phân biệt bản hybrid qua cản trước mới và các mâm xe hợp kim độc đáo có kích thước 17 inch hoặc 19 inch. Đặc biệt, phiên bản hybrid còn được trang bị ghế da màu đỏ độc quyền. Bên cạnh việc bổ sung phiên bản hybrid, CX-50 2025 cũng được cập nhật thêm nhiều tính năng mới, bao gồm việc tích hợp Alexa trên tất cả các phiên bản. Chiếc crossover này cũng được bổ sung thêm các tính năng an toàn tiêu chuẩn, như cảnh báo có người ngồi ghế sau, cảnh báo khi xuống xe, hỗ trợ phanh thông minh đã được cải tiến với khả năng phát hiện người đi bộ vào ban đêm, và công nghệ giảm thiểu va chạm trực diện. Các thay đổi khác có phần hạn chế, Mazda vẫn tiến hành điều chỉnh một số gói trang bị, và thêm tính năng mới cho phiên bản cao cấp nhất là CX-50 2.5 Turbo Premium Plus, bao gồm hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước. Mazda CX-50 2025 sẽ bắt đầu có mặt tại các đại lý ở Mỹ vào tháng tới, nhưng khách hàng muốn mua phiên bản hybrid sẽ phải chờ đến cuối năm nay. Giá đề xuất của xe dao động từ 770 triệu đến 1 tỷ 1.